Phần 1. Quy trình chăm sóc heo con. Biết ăn sớm, lớn nhanh, không bị tiêu chảy. Đây là sữa ngày đầu mình pha nè các bạn. Nó đẻ lúc 12 giờ trưa, gần 5 giờ mấy, 6 giờ nó mới xong. Rồi bắt đầu mình pha sữa, mình để vô đây nha. Mình pha một bịch. Một bịch 10 phần thì nó uống chắc khoảng 3 phần rồi các bạn ơi. Đây là 19 con mới đẻ hồi chiều hôm qua nè. Sáng hôm nay mình quay lại nè. Còn bầy bên đây 8 con, mình để một bịch buổi gần chiều hôm qua. Sáng hôm nay nó uống gần hết rồi nha. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có mè heo này nó con mà nó không đủ sức bú á. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm sóc mè heo này làm cách nào để nó đạt và nó hiệu quả nhất nha. Thì bây giờ trước tiên á là mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa cùng với amoc bột để cho heo nó uống được sữa và nó không bị tiêu chảy. Rồi sau khi nó uống sữa thành á thì mình sẽ pha cám để cho con nó ăn. Mình đã bảo các bạn bầy heo này trong vòng 5-6 ngày là nó ăn ít nhất là phải nửa lít cám nha. Còn các bạn tập ăn bình thường á, heo lên 10 ngày trong quán các bạn bỏ nửa lít cám chưa chắc một ngày đêm ăn hết. Rồi bây giờ mình sẽ tập pha cho các bạn heo này uống sữa và các pha cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đón xem hết clip của mình nha, xem 19 con này theo cách của mình á thì mình chăm hiệu quả sẽ như thế nào nha. Rồi đầu giờ chiều nay mình quay cho các bạn xem nha, cái lượng sữa hồi sáng mình quay á. Và bây giờ bầy bên đây nó uống là còn bao nhiêu đây nha, là hết rồi nha các bạn. Bầy bên đây do heo mẹ nó có sữa, nó nuôi ít con nên nó uống ít sữa nha. Còn bầy này thì nó đông sữa nè, nó đông heo con nè, bầy này thì đông heo con nè. Sữa hồi sáng mình quay nè, bây giờ nó uống sạch bon luôn, sạch sẽ luôn, không dơ máng luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha amoc và sữa. Rồi xong thì mình sẽ bấm đuôi và mình cắt răng, bấm răng. Rồi xong rồi mình bấm răng, cắt đuôi những con heo này nha các bạn ơi. Đây, bầy heo của mình mới đẻ hồi ngày 4 tây đây. Hôm nay là buổi chiều ngày 5 tây nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa với amoc. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa với amoc nha. Đây là sữa bịch, sữa tươi nha các bạn. Đây là sữa TH Chu Miêu nha. Thì bây giờ mình sẽ pha sữa để cho hai bầy này uống nha. Mỗi bầy là một bịch sữa nha. Bây giờ mình giới thiệu các bạn, đây là amoc bột của mình nè. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn amoc bột nha. Các bạn amoc bột này các bạn xài xong các bạn nhớ buộc kỹ lại nha. Để không thôi nó tiếp xúc không khí nó hơi ngã vàng nha các bạn. Nhưng mà nó ngã vàng thì các bạn vẫn xài bình thường không có gì hết nha. Bây giờ á, một bịch sữa thì mình sẽ để nửa muỗng amoc nha các bạn. Bây giờ một bịch sữa thì mình sẽ để nửa muỗng amoc vào đây để cho các bạn xem nha. Đây. Đó. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ chế sữa vào. Khi mà sữa chế vô thì amoc nó sẽ tan luôn nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ nha. Đó. Amoc này là chị E. coli phù đầu tụ huyết trùng và điều trị tiêu chảy cho heo con theo mẹ luôn nha các bạn ơi. Đây, bên đây mình sẽ để bịch này luôn nha. Đó, đổ vô là nó tan hết luôn, nó không phải quấn cục nữa. Khi mà các bạn để tiếp xúc với không khí nhiều á, hoặc là hơi ẩm nó lọt vào á thì nó hơi ngã vàng thôi, nhưng mà chúng ta vẫn xài bình thường, nó vẫn tác dụng bình thường, không có gì ảnh hưởng hết á, tại vì cái này nó háo nước nha. Bây giờ mình sẽ lắc đều một lần nữa rồi mình sẽ đem đi để cho heo con nha. Mình sẽ để cho bầy này trước. Rồi tới bầy thứ hai thì mình cũng đem đi, mình để cho bầy thứ hai luôn nha. Rồi mình lưu ý các bạn nha, cái sữa này các bạn không nên để ngay trung tâm của đèn ống nha, bởi vì đèn ống nó sẽ làm cho sữa nóng lên và nó sẽ làm cho sữa chua nha. Còn bây giờ là khoảng chừng 4 giờ chiều hôm nay, là các bạn để tới 8-9 giờ sáng hôm sau nó cũng không sao hết á. Tại vì sữa này á, các bạn đổ ra nó không phải chua, nó không cái chua giống như mà sữa hộp hoặc là sữa thú y mà chúng ta pha để vài tiếng là nó hơi chua đâu. Sữa bịch này chúng ta để bình thường, với một phần nữa là có amoc nó đã dằn lại tiêu chảy rồi. Rồi khi mà nó uống sữa được 3-4 ngày mà có một số con nó tiêu chảy nhẹ, một là các bạn pha nửa muỗng amoc đó với 10-15 c nước, các bạn đút cho nó sáng, trưa, trưa, chiều, các bạn đút 2-3 ngày là nó sẽ hết nha. Hoặc là các bạn sẽ tăng liều lên là bỏ một muỗng amoc với một bịch sữa thì nó uống tự động 2-3 ngày nữa nó sẽ tự hết nha. Đây là lưu ý nhỏ để cho các bạn biết, để các bạn sợ nó bị tiêu chảy.
mình đảm bảo với các bạn luôn, các bạn sợ tiêu chảy là khi heo con nó bú sữa mẹ nó thì nó sẽ không tiêu chảy, còn mà nó ăn cám hoặc là bất cứ cái gì nó cũng phải có tiêu chảy hết. Nhưng mà các bạn có thuốc điều trị đặc trị cho nó thì không sao. Các bạn đừng có sợ mà heo con uống cái này xong tiêu chảy, nó bắt buộc phải tiêu chảy thôi, nhưng mà nếu mà có thuốc ngừa tiêu chảy cho nó thì nó không có tiêu chảy nữa. Đây nè, bầy heo của mình nè. Cái bầy này hồi nó đẻ chiều hôm qua rồi bắt đầu mình để một bịch sữa vào buổi tối, rồi để tới 2-3 giờ chiều lại là nó uống hết rồi. Hôm nay là cuối ngày thứ nhất nha. Ngày hôm qua nó đẻ là buổi chiều rồi mình không tính. Hôm nay là mình tính là cuối ngày thứ nhất. Bầy bên đây thì nó cũng có uống một bịch rồi. Bầy bên đây 8 con mà có một con nó bị đau chân á, rồi mẹ nó đè, rồi chiều nay là nó chết rồi. Giờ bầy này còn 7 con thôi. Thì bây giờ hiện tại mình chỉ hướng dẫn các bạn đến đây thôi, rồi khi nào mà heo con nó uống được sữa rành rồi á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm nữa nha. Sáng hôm nay là ngày thứ hai nha các bạn ơi. Bầy heo bên đây có 7 con thôi, nó bú sữa mẹ nó thì cũng no rồi, nên sáng hôm nay thì nó còn một ít nha. Còn cái bầy hôm nay á, cái bầy 19 con này á, thì lúc khoảng gần 8 giờ tối á mình ra thì nó còn chán cái máng thôi. Rồi sáng mình ra mình kiểm tra nữa thì cái máng nó sạch rồi, mình tháo mình đi rửa rồi nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình bỏ cái cữ mới nha. Cái bầy 19 này hiện tại là mẹ nó không đủ vú và heo nó nhiều, mẹ nó không đủ sữa luôn, nên bỏ nó xuống nó uống rất là nhanh luôn. Có thể là bữa nay là mình sẽ cho nó 3 bịch luôn đó, sáng một bịch, chiều một bịch, chiều xong rồi bắt đầu tối là mình pha cho nó một bịch nữa. Nếu mà từ đây tới trưa nó uống hết một bịch thì chiều mình sẽ pha sữa thêm cho nó một bịch nữa, nhưng mà mình sẽ bỏ vô một tí cắm để tập ăn luôn nha. Là mới hôm nay là sáng ngày thứ hai thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để sữa ngày thứ hai xuống cho nó nha. Bây giờ thì mình đã để sữa mới cho hai bầy này xong nha. Nếu mà trưa nay nó uống hết nữa thì chiều nay mình bỏ vô một tí cám nữa để mình tập ăn cho nó luôn nha. Các bạn nhớ đón xem hết clip của mình, xem kết quả mình chăm sóc 19 con này như thế nào nha. Nếu mà các bạn có heo nhiều á mà các bạn chưa biết cách chăm sóc á thì các bạn coi clip của mình sẽ hướng dẫn các bạn chăm sóc nha. Hôm nay là buổi chiều nha các bạn. Bây giờ hiện tại là 5 giờ chiều nha. Mình mới đi công chuyện về á thì buổi chiều nay là sữa nó đã uống hết nha các bạn ơi. Đây, cái máng bầy bên 19 con nó đã uống hết nha. Buổi trưa khoảng chừng 1 giờ mấy á là mình ra là nó đã gần hết rồi. Bên đây cái bầy 7 con nè, nó uống hiện tại chắc khoảng nửa bịch thôi và còn khoảng nửa bịch. Thì chiều nay mình sẽ pha cám tập ăn vô sữa cho bầy 19 con nó ăn thử nha. Bây giờ mình sẽ pha cám mình để xuống cho nó ăn. Hôm nay là buổi chiều ngày thứ hai nha các bạn. Bây giờ mình sẽ pha sữa với cám cho các bạn xem nha. Để mình hướng dẫn cho các bạn pha nha. Ở đây là mình mới mua cái thùng mà tập ăn cho heo con nè. Thùng này 20kg là 1,3 triệu nha các bạn. Ở bên trong gồm, ở bên trong của nó gồm có 10 bịch nha. Mỗi bịch là 2kg. Đây. Thức ăn này nó có hai dạng các bạn. Một dạng là thức ăn tập ăn giống như cái hộp bình thường của mình. Một loại là dạng viên sữa. Nhưng mà dạng viên sữa lần này mình mua chưa có nha. Thì bây giờ mình sẽ xài đỡ cái loại này nha. Ở đây trời mưa thì hơi ồn tí, các bạn thông cảm nha. Bây giờ thì mình pha sữa và cám á, thì mình bỏ hơn nửa muỗng ăm ốc tí xíu nha. Tại vì bây giờ nó có cám mới á, mình bỏ hơn nửa muỗng ăm ốc tí xíu. Đó, ăm ốc mình bỏ vô. Rồi xong mình sẽ đổ sữa vô nha các bạn. Ở đây bên ngoài trời đang mưa các bạn ơi. Mình đổ sữa vô là ăm ốc nó tan luôn nè các bạn. Rồi sau khi mình đổ sữa mình hòa tan với ăm ốc xong á, mình để cám vô luôn nha. Cái này thì mình để khoảng nửa nắm cám nha các bạn. Rồi ở đây á, thì bây giờ mình sẽ để vô hơn nửa nắm nha các bạn, gần một nắm luôn nha. Ở đây mình để gần một nắm luôn nè. Bây giờ mình sẽ rưới vô để cho cám nó tan ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ lắc điều nè, để cho nó ngấm đều hộp cám, để một tí nữa hộp cám nó tan ra cho hết nha. Rồi khi nào hộp cám nó tan ra thì mình để cho heo nha. Tí nữa mình sẽ quay các bạn xem nha. Heo nái nó ra dịch viêm nè, mình quay cho các bạn xem dịch viêm của nó nha. Đó, những con mà mình đã xác định biết nó đã viêm rồi á thì mình sẽ dùng cái vechimoxin. Những con mà mình biết nó bị viêm nặng rồi á, mình sẽ dùng cái vechimoxin này để điều trị cho nó nha các bạn. Cái vechimoxin này nè, nó rất là tốt luôn nha. Mình theo ý kiến của mình á, nó là tốt nhất trong những dòng ấm ốc, mà theo mình cũng biết là nó là giá tiền nó cũng mắc nhất trong các dòng ấm ốc nha. Cám bây giờ mình ngâm cũng gần 10 phút rồi nha các bạn.
các bạn nhìn thấy nó tan ra, nó còn hột rất nhỏ nha. Cám này nó tan ra chung với sữa, nó hòa màu chung với sữa luôn nha. Nó không phải là dạng mà nở nở giống như hột cám bình thường cho heo nó ăn. Bình thường mình cho nó ăn á là nó nở ra bả bả vậy đó. Còn cái này là mình nó tan giống như sữa luôn. Bây giờ mình sẽ để xuống cho nó ăn nha. Ở đây mình để xuống nè các bạn, rồi có một số con nó đi lại nó ăn nè. Con này nó ham ăn nè, mình lấy ra cho các bạn xem nó giành lại nó ăn này nha. Đó, khi mà nó đã uống sữa được rồi á, nó rất là mê nha các bạn. Các bạn bỏ cám vô thì nó ăn rất là nhanh lớn nha. Đó. Ở đây hôm nay là cuối ngày thứ hai á, có con này thì nó hơi yếu tí xíu nha. Mình bắt lại mình để vào á thì nó vẫn uống nha các bạn. Nó do nó giành không lợi với những con khác á nên nó hơi yếu tí xíu nha. Nhưng mà mình để vô nó uống nè, mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè, nó vẫn uống nha. Nó uống chốc 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 luôn đó. Hiện tại bên ngoài trời mưa á, các bạn thông cảm nha. Con này thì mình phải chăm kỹ nó mới sống được nha. Con này bú xong rồi tới con khác lại. Các bạn nghe nó bú nè, chách 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 luôn. Hồi lúc gần 7 giờ mình kiểm tra là sữa nó gần hết nha các bạn. Hiện tại bây giờ là 8 giờ tối. Mình đi vô chuồng mình pha sữa với cám cho nó thêm để nó uống nha. Để cho đàn heo của mình nhanh lớn nha. Do heo mẹ nó thiếu sữa và con nó đông tới 19 con lận. Bây giờ mình sẽ pha sữa với cám thêm cho nó một bịch nữa nha. Hồi lúc chiều thì mình pha một bịch sữa và gần một nắm cám nha. Thì bây giờ mình sẽ pha một bịch sữa và hai nắm cám để cho ăn tới sáng mai nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ ăm ốc vô nha. Ăm ốc mình bỏ hơn nửa muỗng một tí. Rồi mình vẫn đổ sữa giống như lần trước nha. Đây các bạn nhìn xem nè, đổ vô là ăm ốc nó tan luôn nha các bạn. Sau khi mình pha sữa chung với ăm ốc rồi á, thì bây giờ mình sẽ bỏ cám vào nha. Đây là cám tập ăn nha các bạn. Mình sẽ bỏ vô hai nắm, một nắm. Đây là nấm dung luôn nè các bạn, hai nấm. Hồi chiều là nó ăn được hơn nửa nấm rồi nha các bạn. Bây giờ là mình bỏ vào hai nấm để cho nó ăn tới sáng mai. Bây giờ mình đợi cho nó tan ra rồi mình để cho nó uống nha. Cám thì mình đã ngâm được một lúc rồi nha các bạn. Mình quay cho các bạn xem nha. Nó tan cũng tương đối rồi. Bây giờ mình sẽ để xuống cho nó uống sữa với cám này nha. Bây giờ nó đang giành bú nè các bạn. Các bạn nhìn thấy đàn heo mình các bạn mê không? Phải chi con heo nào nó cũng đẻ được như vậy hết đi. Thì quá trời mừng luôn rồi. Lâu lâu mới được một con các bạn ơi, chứ không phải con nào cũng đẻ được nhiều đâu. Trung bình thì 12-13 con thôi. Bây giờ mình đã để sữa chung với cám để cho heo mình ăn nha. Mình cũng có lưu ý nhỏ cho các bạn nha. Những khi mà các bạn để sữa tươi á thì để từ buổi chiều nay luôn đi, để tới buổi trưa mai luôn nó vẫn không sao. Nhưng mà các bạn đã pha sữa chung với cám rồi á thì sáng mai khoảng 7-8 giờ á, ví dụ như chiều nay các bạn để thì sáng mai khoảng 7-8 giờ thì các bạn nên đổ bỏ các bạn thai nha, nếu mà nó ăn không hết nha. Tại vì có cám vô là cám nó làm cho sữa nó bị chua nha các bạn. Cám nó dễ làm cho sữa bị chua nha. Khi mà sữa không á thì các bạn cứ để bình thường. Mình lưu ý với các bạn nữa là sữa với cám các bạn phải pha amoc vô nữa nó mới tốt nha. Còn các bạn pha men tiêu hóa thì cũng được, nhưng mà nó sẽ có một số con tiêu chảy nha các bạn. Ngày mai mình sẽ quay cái lượng phân mà tới ngày thứ ba cho các bạn xem coi nó uống nó có tiêu chảy hay không nha. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn xem cái lượng phân nè. Đây là phân con mẹ nó, xem coi có tiêu chảy hay không. Đây cái nền nó sạch nha. Cái này là phân của con mẹ nó mình cào xuống, còn cái này là dịch viêm của con mẹ nó, mấy cái đốm trắng là dịch viêm của con mẹ nó đó. Các bạn nhìn xem dưới sàn coi nó có phân tiêu chảy hay không nha. Hiện tại là nó uống được 2 ngày rồi mà không có bị tiêu chảy nha các bạn. Chứ từ khi mà sinh ra thì mình đã nhỏ amoc cho nó sáng chiều rồi nha. Các bạn nhỏ amoc cho nó sáng chiều là rất tốt luôn. Đây bên đây mình dời cái máng heo con xuống dưới này nè. Hồi lúc chiều á mình để ở trên chỗ cái mỏ của con mẹ.
Hồi ngày đầu ngày thứ hai á là con mẹ nó đã đem cái mổ qua nó uống một lần rồi, nó gì đó bạn, nó chùn qua luôn. Rồi bắt đầu mình cắt cắt sắt nè, bây giờ mình buộc dây chì lại, mình chưa có hàn được nữa nè, bây giờ mình cắt mình buộc lại nè. Con mẹ nó ra đây nó nằm luôn nè, mình phải cắt, mình lùa nó xuống còn lùa lên lại. Bây giờ nó đưa cái đầu ra nữa, ngày mai không biết nó có vô được hay không, hay là nó luồn qua để mình cắt sắt nữa không biết. Rồi tiếp theo là qua ngày thứ ba thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Hôm nay là sáng ngày thứ ba của bầy heo 19 con mình nha các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem cái bầy này được 6 ngày nè. Bầy này 6 ngày mà một bịch sữa hôm qua giờ mà nó uống không hết nữa nè. Còn bầy 19 con thì hôm qua giờ đã hai bịch rồi với ba nắm cám nữa, mà bầy 7 con nó uống không hết một bịch nữa. Rồi bây giờ mình sẽ pha sữa với cám thêm nha. Mình lưu ý với các bạn nha, khi mà heo các bạn thứ nhất là nó đẻ ít, heo mẹ nó sữa nhiều, thì sữa này chúng ta để nửa bịch thôi, nó sẽ uống ít nha, nó uống không hết đâu, nó bú sữa mẹ nó no rồi. Còn bầy 19 con á, thứ nhất là thiếu vú, thứ hai nữa là thiếu sữa, nên những con mà nó bú nó giành không được á thì nó sẽ qua bên đây nó uống sữa bên đây và nó ăn cám bên đây nha. Bên đây có một con còi nè, con nhỏ đó là nó không có bú sữa được, thì mình bây giờ mình để sữa xuống là một chút nữa là nó sẽ lợi nó ăn trước nha. Bây giờ mình đã pha sữa cho hai đàn heo của mình nha các bạn. Bầy này thì nó uống ít, mình pha nửa bịch sữa và nửa nắm cám nha. Bầy này hiện tại là được 6 ngày nha các bạn. Bầy này hiện tại là hôm nay là sáng ngày thứ ba nè, là mình pha một bịch sữa và hai nắm cám. Đây con heo nhỏ nhất, yếu nhất bầy nè, nó lại nó ăn nè. Các bạn mình lưu ý với các bạn một lần nữa nha, đối với bầy heo mà nó đẻ ít sữa nó nhiều á thì nó sẽ uống sữa ít nha các bạn. Còn bầy heo này nó nhiều mà sữa mẹ nó cung cấp không đủ thì bắt buộc nó phải uống bên đây nhiều và nhanh nha. Tùy theo đàn heo mà nó uống sữa ít hay nhiều nha, chứ không phải đàn heo nào các bạn bỏ vô bắt buộc nó phải uống hết nha các bạn ơi. Các bạn lưu ý với mình nha, để các bạn nói mình nói là tại sao heo mà bỏ vô nó uống ít quá, nó không uống hết giống như video của bạn. Tại vì cái đàn heo của mình nó rất là đông luôn, mình bỏ vô là nó uống hết. Ngày hôm qua là ngày thứ hai là nó uống được hai bịch sữa, uống được ba bịch sữa và ba nắm cám. Sáng hôm nay là ngày thứ ba, mình để một bịch sữa và hai nắm cám. Con heo nhỏ đó nó uống no và nó chuẩn bị nó nằm xuống đó nó ngủ đó các bạn. Bên đây có một con qua nó uống nữa rồi nè. Các bạn nên để một bịch sữa và hai nắm cám thôi, tại vì nếu mà các bạn để một bịch sữa và ba nắm cám á, thì nó kẹo dữ lắm, con heo nó uống không nổi nha. Các bạn nên để một nắm rưỡi đến hai nắm cám đổ lại thôi cho một bịch sữa thôi nha. Rồi buổi chiều thì mình sẽ quay phân cho các bạn xem coi bầy heo của mình nó có tiêu chảy hay không, là ngày thứ ba nó đã uống sữa nó có tiêu chảy hay không. Buổi sáng nay thì mình chuẩn bị làm vệ sinh, thì buổi chiều nay cho cái nền nó sạch á, thì nếu mà có phân tiêu chảy nó rớt xuống là các bạn nhìn thấy được. Đây sau khi mình vệ sinh chuồng được nửa tiếng nè các bạn, đây nó uống gần hết rồi nha, nó uống cái này là khoảng được khoảng 6-70% rồi nha các bạn ơi. Nó bú xong bây giờ, nó uống sữa xong bây giờ nó quay qua nó bú nè. Heo mình hôm nay là ngày thứ ba nha, buổi sáng là nó ăn được hai nắm cám và một bịch sữa nha. Buổi chiều đầu giờ chiều mình sẽ bỏ cho nó một bịch sữa và hai nắm cám nữa, rồi tối mình sẽ bỏ cho nó hai nắm cám và một bịch sữa nữa nha. Khả năng là ngày thứ ba là nó có thể uống ba bịch sữa và ăn sáu nắm cám tập ăn nha các bạn ơi. Còn bầy bên đây nè, mình để nửa bịch sữa với nửa nắm cám còn nguyên luôn nè, chưa con nào uống hết. Nó lo nó bú không là nó no rồi, ít con. Các bạn nhớ đón xem hết clip của mình, xem cái quy trình mà mình hướng dẫn sữa pha cám để tập ăn cho heo con sớm, và nuôi với bầy heo con đẻ nhiều, không đủ sữa bú, không đủ vú thì kết quả sẽ ra sao. Nếu các bạn thấy quy trình của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì sau này mình sẽ có cái gì hay á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng thực tế để cho các bạn nâng cao cái năng sức đàn của mình, không bị hao hụt. Ở đây là buổi chiều nha các bạn ơi, ở đây buổi chiều là nó ăn hết, hồi lúc sáng là mình pha một bịch sữa và hai nắm cám nó ăn hết rồi nha. Rồi buổi chiều hôm nay là ngày thứ ba là mình sẽ quay phân cho các bạn xem nè. Đây buổi chiều mình chưa làm cái vệ sinh nha, đó các bạn nhìn phân nha, xem coi heo mình nó có tiêu chảy hay không nha, khi mà nó ăn cám rồi nó uống sữa luôn đó.
Đây bày bên đây nè, hồi lúc sáng mình để nửa bịch sữa với nửa nấm cám mà nó uống không hết nè, còn bao nhiêu đây nè. Còn bày bên đó là mình để một bịch sữa hai nấm cám luôn mà nó ăn hết rồi nha. Bây giờ mình đang chuẩn bị pha. Bây giờ mình đang chuẩn bị pha một bịch sữa và hai nấm cám cho cái bầy 19 con này nó ăn nha. Khả năng là nó ăn từ đây tới khoảng 8-9 giờ tối là nó hết. Rồi tối có thể là mình pha thêm cho nó một bịch sữa và hai nấm cám nữa. Đó, heo của mình mới có 3 ngày thôi mà khả năng của nó là uống được 3 bịch sữa và 6 nấm cám nha các bạn. Đây là con yếu nhất bầy nè. Nó dành không lợi nhưng mà sữa này đút vô là nó ăn hết. Nó no là nó lợi chỗ đèn nó ngủ các bạn. Rồi hôm nay là kết thúc ngày thứ ba nha các bạn. Video này thì mình sẽ làm phần 1 mình đăng lên cho các bạn tham khảo trước nha. Các bạn nhớ đón xem cái phần 2 của mình xem như thế nào nha. Cái con này là cái con nó yếu nhất trong bầy nè các bạn. Nó dành không lợi những con khác nên mình để xuống á là chủ yếu là nó ăn uống nước sữa này với nó ăn cám tập ăn thôi, chứ nó bú sữa mẹ nó rất là ít luôn. Thì nó cái dành không lợi nha các bạn. Mấy con này dành là nó đẩy những con yếu ra hết rồi. Rồi những con mà nó bú không được á thì nó sẽ qua đây nó ăn cám này nha. Đây bầy 8 con nè. Bầy 7 con nè. Rồi ngày thứ ba là heo của mình ăn được 4 nấm cám và 2 bịch sữa nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem phần 2 của mình xem mình chăm 19 con này như thế nào, có đạt hiệu quả hay không. Và cái cách mà của mình pha sữa, cám và amoc coi nó hiệu quả tới đâu nha. Rồi ngày thứ ba heo của mình ăn được 4 nấm cám và uống được 2 bịch sữa nha các bạn ơi. Ngày chỉ ngày thứ ba thôi nha mà nó ăn được nhiều như vậy rồi. Thì cái cách mình hướng dẫn cho các bạn á thì các bạn cứ áp dụng đi, mình đảm bảo các bạn là heo các bạn ăn nhanh, biết ăn nhanh và lớn nhanh, khỏe mạnh, không bị tiêu chảy, không bị vấn đề gì hết. Các bạn cứ sử dụng amoc giống như mình giới thiệu nha. Đây. Các bạn nào mà không mua được amoc bột á thì các bạn cứ liên hệ với mình kết bạn Zalo với mình đi, mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Hoặc là mình sẽ chia lại cho các bạn sử dụng để tiết kiệm chi phí nha.